Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe là Exciter 155 này, có bản thường, bản ABS, những màu zin và kèm theo màu độ và mẫu merking, mẫu mới 2024 luôn. Đó. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có Luyến hỗ trợ giới thiệu không, mời Luyến ạ. Hai cả nhà nhé, thì hôm nay sẽ tiếp tục quay lên cho cả nhà về dòng Edge 155 và dòng merking luôn. Hôm nay về có thêm mẫu merking đời mới 2024 nha. Ai đang quan tâm cũng như là có nhu cầu muốn mua xe thì liên hệ liền ngay cho Luyến để nhận ngay 2 triệu đồng qua xe đi lại, kèm thêm một combo và tặng trị giá 3 triệu đồng qua số hotline của Luyến là 0905299064 nha. Luyến có dùng Zalo chính chủ luôn, kết bạn đặt lời trước và có nhận ngay ưu đãi nhé. Thì Edge 155 hôm nay lên cho cả nhà khá là nhiều màu luôn, về màu zin và sơn 2023 và 2024 nha. Đây là em xem màu đen. Con này là màu đen xanh này, con này là màu nha, như xám bánh đỏ, con này là tem sơn đúng không? Dạ đúng rồi. Hay rất là màu hot luôn. Xanh đen này. Rồi cam đen này, nó có rất là nhiều màu á. Còn ngoài ra thì màu zin đó. Màu zin thì nó có màu trắng ngọc trai này. Nói chung là đủ màu á. Hiện tại mức giá đó thì nhiêu không? Hiện tại thì em đang hỗ trợ với mức giá ưu đãi chỉ có 42.900 đến 44.900 nha. Trả trước cho Luyến chỉ cần là 4 triệu là hỗ trợ trả góp rồi nha. Cầm duy nhất căn cước công dân trên 18 tuổi, không nợ xấu, trả trễ, điều hồ sơ từ 15 đến 30 phút nha. Thì trong tuần vừa rồi là em có ship được vài chiếc xe cho khách ở bên Vũng Tàu này, một khách ở Bình Định với một khách ở bên Ninh Bình á, là khách ở rất là xa luôn. Có đặt ship thì em có hỗ trợ là ship toàn quốc nha. Khách hàng mình mua tiền mặt thì em có ship toàn quốc, hoặc là anh chị em mình mua trả góp á thì tới cửa hàng làm một sơ đồ xong em cũng có hỗ trợ ship về tận nhà nữa nhé. Thì rất là nhiều màu luôn. Còn Edge 155 ABS màu đen nhám. Hiện tại thì 155 phiên bản á, ABS bên em đang hỗ trợ chỉ có 51.900, liên hệ trước giảm 2 triệu còn 49.900 nha. Và phiên bản CBS cao cấp thì đang có mức giá là 48.900, phiên bản tiêu chuẩn thì có mức giá là 46.900, trả trước 5 triệu là trên xe nha. Có liên hệ qua Zalo là giảm 2 triệu nữa nhé. Rồi, mở kinh em. Đây, mở kinh. Thì em này là phiên bản mới về hàng cả nhà. Ngoài màu đỏ này ra thì Luyến có về thêm màu xanh GB và màu xanh ngọc bích nữa. Cả nhà muốn biết chi tiết thì có thể nhắn tin riêng qua Zalo để Luyến chụp chi tiết về ba em xe đó qua cho cả nhà mình tham khảo ha. Với mức giá hiện tại của mỗi em xe mới kinh đang hỗ trợ ưu đãi chỉ có 44.900 đến 45.900. Trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất là 6 triệu, 5-6 triệu là có thể hỗ trợ trên xe rồi. Có liên hệ qua Zalo, Luyến có hỗ trợ thêm 2 triệu con xe lại nữa nhé. Rồi ok, thì đó là giá xe á, anh em nào mua thì chịu khó liên hệ á. Cảm ơn chị bạn đã xem clip á, xin chào.